Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong những năm gần đây xảy ra hàng loạt vụ vợ chồng sát hại lẫn nhau tàn ác và dã man. Đây là hành động độc ác và là hành vi vi phạm pháp luật, báo động tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp. Đa số nguyên nhân dẫn đến các vụ việc thương tâm bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Nhiều đối tượng nhẫn tâm ra tay hành hung người, đầu ấp tay gối, dẫn đến hậu quả đau lòng. Mới đây phải kể đến vụ việc xảy ra tại Vĩnh Long khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng. Được biết, một giáo viên đã bị chồng sát hại dã man dẫn đến tử vong. Giáo viên tiểu học bị chồng sát hại dã man. Sáng ngày 19 tháng 1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1974, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi sát hại vợ mình một cách dã man. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1, do xảy ra mâu thuẫn gia đình nên Cường và bà NTUT sinh năm 1975, vợ Cường là giáo viên tại một trường tiểu học xảy ra cự cãi. Trong lúc xô xát, Cường dùng hung khí sát hại một cách tàn bạo và dã man khiến bà T tử vong. Ngay sau khi gây án, Cường bỏ trốn. Tiếp nhận tin báo, các đội nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Long Hồ đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc. Tối cùng ngày, Cường bị bắt giữ, tuy nhiên đối tượng đang trong tình trạng không tỉnh táo. Kế hoạch tinh vi sát hại cả gia đình vợ của gã con rể trong vụ thảm án Cà Mau. Nhắc đến những vụ thảm án chồng sát hại vợ, hẳn quý khán giả chưa thể quên vụ án kinh hoàng xảy ra tại tỉnh Cà Mau vào khoảng tháng 12 năm 2023 vừa qua, khiến người dân nơi đây không khỏi ám ảnh ghê sợ. Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống, đối tượng Bùi Văn Khoa đã ra tay sát hại cả gia đình nhà vợ, rồi bỏ trốn với vài chục triệu đồng cùng xe máy của cha vợ để tiêu xài cá nhân. Đáng nói hơn, từ lời khai của tên sát nhân đội lốt người chồng, người con rể, người ta có thể thấy một kế hoạch tinh vi đã được đối tượng vạch ra. Tại cơ quan điều tra, Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, biết không thể chối tội nên đã khai rành rọt toàn bộ quá trình hắn xuống tay với bố mẹ vợ và cả người vợ đang mang trong mình giọt máu của hắn. Vốn dĩ tại hiện trường chỉ có 3 mạng người, thế nhưng đau đớn làm sao khi kiểm tra pháp y, phát hiện trong bụng người vợ đã tử vong của Khoa có thêm một sinh mạng đã thành hình. Nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn về hành động của y, tại sao lại có thể ra tay dã man đến nhường đó. Trước đó có thông tin vợ Khoa mang song thai, tuy nhiên sau khi khám nghiệm, công an đính chính lại thông tin vợ đối tượng chỉ mang một thai. Khoa khai rằng y đã ra tay sát hại từng người một và không nạn nhân nào thấy người thân của mình bị Khoa sát hại. Đây cũng là lời giải cho việc tại sao lúc Khoa hành động tại căn nhà cũng là hiện trường vụ án, không có tiếng la hét của những người còn lại, hoặc chí ít là vùng chạy ra đường xin sự giúp đỡ. Chính các nạn nhân cũng không hay biết thứ chờ đợi mình là tên ác quỷ đội lốt con rể. Cụ thể, Khoa khai do hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ vào nhà vợ nên cảm thấy không được tôn trọng. Bên cạnh đó, trong thời gian sinh sống, do khoảng cách tuổi tác nên y và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và từ đó y đã có ý định sát hại cả nhà vợ. Khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2023, khi hai vợ chồng vẫn ở cùng trong phòng riêng, Khoa dùng tay siết cổ vợ. Thấy vợ đã tắt thở, Khoa lấy chăn đắp lại rồi ra ngoài, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cha mẹ hỏi y thản nhiên nói, vợ mệt nằm nghỉ ở trong phòng nên chẳng ai mảy may suy nghĩ. Sau đó Khoa nằm võng nghĩ cách sát hại nốt cha mẹ vợ. Tuy nhiên sau đó, vợ chồng người con trai của ông S là cha vợ y về chơi và tổ chức nấu ăn đến 14 giờ mới xong. Khi hai vị khách này rời đi, Khoa tiếp tục ý định sát hại cha mẹ vợ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi thấy mẹ vợ là bà G đang dọn dẹp sau nhà, quan sát xung quanh thấy không có ai, thấy thời cơ đã chín muồi, tên sát nhân dùng thủ pháp tương tự đã dùng với vợ để tiễn bà P về với ông bà tổ tiên. Sau khi gây án, Khoa kéo người phụ nữ 68 tuổi đặt ở mé vuông tôm gần nhà. Khoảng một tiếng sau, thấy cha vợ đang ở trong phòng, Khoa đi ra sau nhà lấy một cây búa tấn công khiến ông gục trên nền gạch. Khoa ném cây búa xuống ao cạnh nhà, vơ vét tiền bạc được 55 triệu đồng, định rời đi thì phát hiện cha vợ đang tỉnh dậy. Khoa tiếp tục dùng khúc gỗ rồi dùng dao tấn công. Kế đó Khoa ra phía sau nhà, rời mẹ vợ xa nhà, dùng đá nặng để dìm bà chìm xuống đáy ao. Sau khi giải quyết xong xuôi, Khoa lấy chiếc xe của cha mẹ vợ và rời đi cho đến khi bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2023. Như vậy, từ khi Khoa sát hại 3 nạn nhân đến khi người dân phát hiện các nạn nhân là hơn một tuần, từ ngày 26 tháng 11 năm 2023 đến ngày 4 tháng 12 năm 2023, lời khai của Khoa khiến các cán bộ chiến sĩ dù đã có nhiều năm kinh nghiệm phá án nhưng cũng rùng mình, không chỉ vì sự tinh vi mà còn vì thủ đoạn dã man không chút tình người. Chân dung gã con rể hờ trong vụ thảm án Cà Mau.
Sau khi vụ thảm án bị người con gái thứ hai của vợ chồng nạn nhân phát hiện và trình báo công an, Khoa ngay lập tức trở thành đối tượng tinh vi và bị truy bắt. Từ đây chân dung về gã con rể tuy trẻ tuổi nhưng lại mang trái tim của kẻ sát nhân được hé lộ. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sát hại cha mẹ vợ và vợ mang song thai gây rúng động dư luận vừa qua. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Vũ Khoa, sinh năm 2000, ngụ tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, là nghi phạm gây ra thảm án ở ấp Láng Cùng, xã Thạch Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nghi phạm Khoa là chồng sau của con gái chủ nhà, kém vợ 15 tuổi. Tại cơ quan điều tra, đối tượng cũng đã có lời khai ban đầu về nguyên nhân gây ra vụ thảm án. Chân dung nghi phạm trong vụ con rể hờ sát hại vợ mang song thai và bố mẹ vợ. Theo điều tra ban đầu, lúc 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 12, chị PTV, ngụ tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, về thăm gia đình tại ấp Láng Cùng, xã Thạch Phú, huyện Cái Nước. Đau đớn phát hiện cha ruột là ông Phan Văn Sự, sinh năm 1954, mẹ ruột là Trần Thị Gọn, sinh năm 1955, cùng với chị gái Phan Liên Khương, sinh năm 1985, mang song thai nữ gần tới ngày sinh, tử vong tại nhà, đang trong quá trình phân hủy nên trình báo cơ quan công an. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Phạm Văn Lũy, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Cái Nước nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ xác định các nạn nhân bị sát hại từ vài ngày trước, nạn nhân đang trong quá trình phân hủy. Tiến hành ghi nhận từ những nhân chứng, được biết gia đình ông Sự thường ở trong nhà, ít khi ra ngoài. Quá trình sàng lọc những đối tượng nghi vấn, cơ quan công an thấy nổi lên Bùi Vũ Khoa, sinh năm 2000, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đang sống như vợ chồng với chị Khương, kém chị Khương 15 tuổi, hiện không có mặt tại địa phương. Từ các nguồn tin do người dân cung cấp, các tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau chia làm nhiều hướng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy lùng đối tượng. Đáng chú ý, một tổ công tác trong quá trình truy vết phát hiện Khoa đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 69L1-4152 của gia đình nạn nhân, chạy tốc độ cao trên quốc lộ 1 hướng về tỉnh Bạc Liêu. Lập tức, hai trinh sát điện báo lực lượng hỗ trợ, đồng thời bám theo, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát. Khi đến đoạn đường thích hợp ở ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, hai trinh sát hình sự bất ngờ tung cước quật ngã, bắt gọn đối tượng. Tại cơ quan công an, Khoa thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình chung sống tại gia đình vợ nên đã ra tay sát hại vợ đang mang song thai và cha mẹ vợ tại ấp Láng Cùng, xã Thạch Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Sau khi gây án, Khoa vào phòng ngủ của cha mẹ vợ lấy tiền để tiêu xài và xe mô tô làm phương tiện bỏ trốn. Chỉ trong 4 giờ đồng hồ sau khi phát hiện vụ việc, công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ đối tượng gây án. Đây là thành tích xuất sắc của các đơn vị trong cao điểm ra quân tiến công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát động. Trước vụ việc, 3 người trong cùng gia đình gồm ông Phan Văn Sự, 69 tuổi, cùng vợ và con gái đang mang song thai ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau bị con rể hờ sát hại. Nhiều người dân là hàng xóm của gia đình nạn nhân đều hết sức bàng hoàng. Theo lời kể của ông Hát ở gần nhà nạn nhân, ông Phan Văn Sự tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, vào khoảng 13 giờ ngày 4 tháng 12, ông Hát nhận được điện thoại từ người con gái thứ ba của ông Sự nhờ đến nhà cha ruột ông Sự kiểm tra vì gần tuần nay không liên lạc được. Khi đến nơi, ông Hát thấy con gái út của ông Sự là chị PTV, ngụ tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cùng một số người đứng trước cửa nhà gọi nhưng không ai trả lời. Lúc này, mọi người phát hiện có mùi hôi. Khoảng 15 phút không nghe thấy tiếng ông Sự trả lời, mọi người quyết định phá cửa xông vào. Hàng xóm phát hiện ông Sự nằm tử vong trong phòng ngủ. Con gái Phan Liên Khương, 38 tuổi đang mang song thai ở phòng ngủ kế bên. Còn bà Trần Thị Gọn, 68 tuổi, vợ ông Sự, được phát hiện ở phía sau vườn cách nhà khoảng 50 mét. Thời điểm phát hiện, cả ba nạn nhân đều trong tình trạng đang phân hủy. Ông Hát kể lại, bước vào trong, tôi phát hiện chủ nhà, ông Sự, đã tử vong nằm trong phòng, máu đen chảy ra đến cửa phòng. Sau đó, tôi nói mọi người xung quanh, báo cho công an ấp, không làm xáo trộn hiện trường. Và cho biết thêm, ông Sự là người hiền lành, nhưng sống khép kín và ít giao du với những hàng xóm sống xung quanh. Theo những người hàng xóm, trước đây, chị Khương đã ly dị chồng và đi làm ăn xa. Gần một năm nay, chị này sống cùng chồng hờ tên Khoa và về ở chung nhà với ông S. Chị Khương và Khoa cũng ít ra khỏi nhà. Do Khoa ở nơi khác đến và hai vợ chồng ít khi giao du với hàng xóm, nên họ không biết nhiều về con rể hờ này. Một hàng xóm cho biết, gần đây, Khoa hay hỏi mượn tiền của người quen ở đây, nên chúng tôi cũng ít qua lại.
ngày 5 tháng 12, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, ngành chức năng địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên người thân của các nạn nhân trong vụ thảm án tại ấp Láng Cùng, sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Trong vụ án trên, nhiều người không khỏi thắc mắc về hành vi máu lạnh khi sát hại cha mẹ vợ và vợ mang song thai, thì nghi phạm gây ra vụ thảm án ở Cà Mau có thể bị xử lý thế nào? Liên quan đến vấn đề này, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải ngay sau đây. Nghi phạm gây ra vụ thảm án ở Cà Mau có thể bị xử lý thế nào? Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, nghi phạm thực hiện hành vi sát hại đến 3 mạng người gây rúng động dư luận xã hội. Vì thế, cơ quan điều tra sẽ khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, làm rõ diễn biến hành vi và khả năng nhận thức điều khiển hành vi của nghi phạm để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân, kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân nạn nhân tử vong là do tác động ngoại lực, kết luận giám định phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, trên hiện trường vụ án và phù hợp với lời khai của nghi phạm và các chứng cứ khác, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nghi phạm theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Tội sát hại người có khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Theo ông Cường, quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của nghi phạm gây án, xác định hung khí gây án là gì, đặc biệt nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân tử vong, để làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm và hậu quả thiệt mạng người xảy ra. Đồng thời, cũng sẽ làm rõ mặt chủ quan của tội phạm, trong đó bao gồm yếu tố lỗi, động cơ, mục đích thực hiện hành vi phạm tội. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy, nghi phạm hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, có thể tước đoạt tính mạng của nhiều nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hậu quả nạn nhân tử vong, thì hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội sát hại người với tình tiết định khung hình phạt là hành vi có tính chất côn đồ và sát hại từ 2 người trở lên. Qua vụ án trên có thể thấy, trong quá trình chung sống, vợ chồng không thể không phát sinh những khúc mắc mâu thuẫn. Điều quan trọng là phải tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ với nhau để vượt qua khúc mắc. Phần lớn, những mâu thuẫn vợ chồng xảy ra đều do một nửa kia thiếu sự tôn trọng bạn đời, mà đa phần trong số này đều là người chồng. Bi kịch này cũng không chỉ xảy ra đối với những cặp vợ chồng trẻ, mà có những gia đình sống với nhau quá nửa đời người, có nhiều đứa con chung, thậm chí đã lên chức ông, chức bà, vẫn xảy ra khúc mắc, bất hòa dẫn đến ly biệt. Vì vậy, vợ chồng phải bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống. Khi có dấu hiệu bất hòa, cần gạt bỏ cái tôi để ngồi lại chia sẻ với nhau, từ đó tháo gỡ vướng mắc, ấm ức trong lòng. Những mâu thuẫn này trên thực tế không nhiều, nhưng nếu không giải quyết kịp thời, sẽ để lại những hậu quả vô cùng dai dẳng cho xã hội, mà người trực tiếp phải gánh chịu, không ai khác, chính là những người con và người thân của hai bên gia đình. Đến đây thời lượng của video đã hết. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.